với gần 500 km2 diện tích tự nhiên, nhiều vùng đồng cỏ, thảo quả, hồi, sở và những thửa ruộng bậc thang trải dài ngút mắt. Từ trang phục đến tiếng nói, ẩm thực, điệu hát của người Tày, người Dao, người Sán Chỉ, người Hoa, tất cả đã làm nên một Bình Liêu khá đặc sắc. Ngày hôm nay, người bạn đồng hành của tôi đấy chính là anh nhiếp ảnh gia Đỗ Giang. Em chào anh chào ạ. Em. Anh Đỗ Giang không xa lạ gì với giới nhiếp ảnh vì cha con anh sở hữu khối lượng đồ sộ ảnh Vịnh Hạ Long từ nhiều thập kỷ nay. Tuy vậy, cuốn sách ảnh Bình Liêu, thiên nhiên, cuộc sống, con người đã khiến anh trở thành người tiên phong khám phá vẻ đẹp của Bình Liêu qua ống kính nhiếp ảnh. Đây là cái nghề theo truyền thống của bà con, anh bà em vào tìm hiểu. Dạ. Là mọi người đang theo cái ống quần đúng không anh? Cái ống quần là một trong những cái thêu khó nhất. Tất cả các cái họa tiết hoa văn ở đây là gần như những cái cảnh sắc ở tại nơi địa bàn bản xứ ở đây. Các cái hoa, các cái củ quả. Dạ. Đấy. Đó là những cái đặc trưng mà khác biệt ở các cái người Dao ở các cái vùng khác. Em trông từ xa ấy, thì thấy mọi người đội cái này. Có gọi là cái mũ được không? À, đây là cái mũ của bà con qua 18 tuổi. Dạ. Là người ta phải cắt tóc đi, cạo sạch đi và trên đầu người ta bôi một cái loại chất cây để cho tóc không mọc được nữa. Khác với người Dao Thanh Y, người Dao Thanh Phán mặc quần ống dài. Người Dao Thanh Phán tin vào truyền thuyết rằng có một người phụ nữ ngồi thêu bên bờ suối. Người con trai của cô đi đến ngồi cạnh nhưng không may tóc của người mẹ bị cuốn vào miệng, khiến cho người con bị mắc ở cổ, nghẹt không thở được và qua đời. Kể từ đó, cứ đến tuổi trưởng thành, người phụ nữ Dao Thanh Phán đều cạo tóc và đội mũ cao như thế này. Tiếp theo một bộ trang phục cho mình như một sự thể hiện là người con gái Dao Thanh Phán thực thụ. Đối với tôi, một bộ quần áo thêu tay toàn bộ các chi tiết như thế này là rất cầu kỳ, công phu và là sự tự hào của người phụ nữ Dao Thanh Phán. Chán cháu cũng cao đấy. Cũng cao nhìn cũng giống. Cũng giống, giống y đấy. Đợi mà thì đẹp hơn. Mày. Bình Liêu được mệnh danh là một Sapa của Quảng Ninh, bởi lẽ bạn có thể ngắm tuyết ở các đỉnh núi cao của Bình Liêu như Cao Xiêm, Cao Ba Lanh, có độ cao bằng Mẫu Sơn, Lạng Sơn. Bạn cũng có thể thưởng thức những đặc sản đến từ vùng khí hậu ôn đới như cá hồi, cá tầm. Dân ở đây này đang phát triển kinh tế nhờ vào cái nguồn lợi phát triển là nuôi cá này. Anh ơi, em thử cho cá ăn được không anh? Đấy, thấy chưa? À. Cho em cầm thử cái vật nào. Ôi. Đó. Giờ này lên để sát mặt nước bên kia. À. Để sát đây, thấy chưa? Để là chưa để chứ.